Nghĩ. Alo, Quái Nhi hả? Cô nè. Cô đó hả? Sao giờ này không gọi cho Quái Nhi vậy? Tại vì cô muốn cho Quái Nhi mừng đứa cách đột ngột đó mà. Còn bánh mì không? Bán cho cô 30 ổ được không đó hả? Dĩ nhiên là còn rồi, ế dữ lắm. Mà khi nào cô lấy? Liên liên cái bây giờ nè, Quái Nhi bên phải nè. Ủa lấy chắc không nhìn xe? Thì là khổ quá đi, xe giờ không có được. Cứ vậy đi, mọi thứ để Quái Nhi lo. Quái Nhi! Quái Nhi ơi! Quái Nhi! Quái Nhi! Quái Nhi! Quái Nhi! Cô! Hôm nay thì là đa tạ Quái Nhi quá đó mà. Không có gì đâu mà. Nhưng mà nè, lần sau đừng có mà ném đồ ăn bậy bạ như vậy nữa nghe chưa? Biết rồi. Cân lượng đây nè. Tạm biệt Quái Nhi.